Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 2 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà, Đạo Tràng Mai Thôn, trong khóa An Cư Mùa Đông. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Kính Diện Vương, bài kệ thứ 6. Không kẹt vào cái nhìn lưỡng nguyên, không kẹt vào ý niệm đời này và đời sau, bậc trí giả đi vào con đường trung đạo, quán chiếu các pháp để đạt tới thiền định chân chính. Tức vô nguyện, ư lưỡng diện. Lưỡng diện tức là hai mặt. Hai mặt. Những cái ý niệm như là có và không. Being and non-being. Nó kẹt vào một trong hai cái đó. Tức là không thấy được sự thật. Nói rằng sự vật là có thì kẹt vào một bên, nói rằng sự vật là không có thì là kẹt vào một bên khác. Và vì vậy cho nên cái nhìn của mình phải vượt lên khỏi hai cái thái cực đó, có và không, nó nằm ở cái chỗ trung đạo. Không có, không có không. Không có tới, không có đi. Không có còn, không có mất. Không có sinh, không có diệt. Không có một, không có nhiều. Thì những cái nhìn này gọi là những cái nhìn lưỡng nguyên. Và mình thực tập quán chiếu á, là đừng có bị kẹt vào trong cái nhìn nhị nguyên đó. Tức vô nguyện, ư lưỡng biên, ư lưỡng diện. Không kẹt vào ý niệm đời này hay đời sau. Thai diệt thai, xả viễn ly. Thai tức là đầu thai. Đầu thai lại đời này, đầu thai lại đầu kia. Ngữ văn rất là xưa. Và cái chữ xá này á, ở trong bản của thầy Tăng Hồi Lục Độ Tập Kinh, nó là chữ hợp, hợp viễn ly. Hợp đó có nghĩa là cùng lúc, tất cả hai, both, đều xa lìa. Là mình có cái đời này và đời sau, nó có sự phân biệt giữa đời này và đời sau. Đứng về phương diện lịch sử tư tưởng mà nói á, thì nghiên cứu về những cái ý niệm này nó rất là quan trọng. Trong kinh Kim Cang á, có nói rằng là có bốn cái ý niệm mà mình phải lấy ra khỏi cái đầu mình. Ý niệm con người, nhân, ý niệm ta, ngã,
ý niệm chúng sanh và ý niệm thọ mạng. Ý niệm thọ mạng là nghĩ rằng cái đời của mình á, nó có một cái lúc bắt đầu và có một lúc chấm dứt. Trong dòng thời gian thì có một cái chấm gọi là điểm sanh và một cái chấm gọi là điểm diệt. Mình ra đời vào điểm sanh và mình chết đi vào điểm diệt. Trước đó là không có, sau đó là không có. Thì cái này gọi là thọ mạng. Thọ mạng. Thì cái quan niệm đó phải lấy ra khỏi. Lấy ra khỏi. Không phải là vì sanh mà mình có, mà không phải là mình diệt mà mình không có. Thành ra cái ý niệm về đời này và đời khác á, nó có liên hệ tới cái trường lưỡng biên đó. Nó vượt qua sanh, nó vượt qua diệt, nó không bị kẹt vào ý niệm sanh, ý niệm diệt, thì tự nhiên cái ý niệm về đời này đời khác nó không còn nữa. Cũng như là sau này trong kinh Pháp Hoa nói tới thọ mạng của chư Phật á, thì vô lượng. Và nếu mà thọ mạng chư Phật vô lượng thì thọ mạng của mình cũng là vô lượng. Thọ mạng của một chiếc lá cũng vô lượng. Thọ mạng của đám mây cũng vô lượng. Vượt đấy cái đó thì vượt được ý niệm về có và không, sanh và diệt. Đứng về phương diện tư tưởng thì những cái này sau này nó phát sinh ra, nó trở thành những tư tưởng đại thừa. Tư tưởng trung đạo của đại thừa. Với lại đương thời có khuynh hướng là nói cuộc đời này nó có những cái hệ lụy, những cái khổ đau. Bởi vậy cho nên mình phải cầu sinh lên một cái cõi khác. Cõi của Phạm Thiên, của Brahma. Và cái tư tưởng của Bà La Môn Giáo á, là người ta muốn sau khi chết đi thì mình được sanh lên cái cõi Phạm Thiên và được sống chung với Đức Phạm Thiên, Đức là Thượng Đế. Thì cũng giống như là trong Cơ Đốc Giáo là nói sau khi mình chết đi thì mình sẽ sanh lên cái nước Chúa Thiên Quốc và mình sẽ ngồi dưới chân của Chúa. Hay là trong Tịnh Độ Tông nói rằng cuộc đời ta bà này nhiều đau khổ, mình phát tâm chán ghét cõi ta bà này để sau này sinh sang bên cõi kia được làm đệ tử của Đức A Di Đà và ở bên đó luôn cho đến khi nào thành Phật. Thì đó là những cái ý niệm nó thuộc về đời này và đời kia. Mình chọn một cái, mình bỏ một cái. Và có những người nói là mình kiếp này mình phải tạo ra phước đức để kiếp sau được sanh ra trong hàng chư thiên. Thì cũng đó, cái đó gọi là thai, diệt thai. Kiếp này và kiếp khác, những cái ý niệm kiếp này và kiếp khác. Hy vọng kiếp khác nó sẽ đỡ hơn kiếp này. Thì mấy cái đó là đều những cái kẹt. Và một người giải thoát, một bậc La Môn Ni là phải vượt thoát những cái đó. Không có chán ghét đời này, cũng không có mò cầu mong một cái đời sau. Không có chán cái cõi này, không còn mong một cõi khác. Khi mình giải thoát rồi thì cõi này với cõi khác nó cũng là một thôi. Thì thai diệt thai, hợp viễn ly, tức là ý niệm về đời này và đời khác buông bỏ hết. Diệt lưỡng xứ vô sở trụ. Bậc trí giả đi vào con đường trung đạo. Lưỡng xứ đây nó cũng như là lưỡng diện, nó là những cái cặp
những cái cặp đối nghịch với nhau, như là cặp có không, cặp tới đi, cặp còn mất, cặp sinh diệt, cặp một khác. Thì những cái cặp đó gọi là cái nhìn lưỡng nguyên. Và thoát khỏi cái nhìn lưỡng nguyên thì mình đi vào con đường trung đạo, vô sở trú, không có bị kẹt vào một trong những cái đó. Quán chiếu các pháp để đạt tới thiền định chân chính, tức quán pháp đắc chánh trí. Mình quán chiếu các pháp để đạt được tới cái thiền định chân chính, chánh trí. Trí này tức là samatha. Samatha. Nhìn sâu vào trong các pháp để đạt tới cái thiền định chân chính. Bài thứ 7, phải quán chiếu về những gì thấy, nghe và cảm nhận để đừng khởi lên tà niệm và bị kẹt vào tri giác sai lầm. Phải dùng trí tuệ để quán chiếu tâm ý và đối tượng tâm ý để buông bỏ được tất cả, không còn bị vướng vào một pháp nào trong thế gian. Ý thọ hành, sở kiến văn, sở tà niệm, tiểu bất tư. Tuệ quán pháp, cảnh kiến ý, tùng thị đắc, xả thế không. Ở trong cái bản của Thầy Tăng Hội Lục Độ Tập Kinh thì chữ cảnh này là chữ ý. Không biết lộn ra chữ cảnh thì hai chữ nó hơi giống nhau. Ý thọ hành sở kiến văn. Những tâm hành, ví dụ như là cái gì mình thấy, những cái gì mình nghe, sở kiến, sở văn và suy nghĩ, tất cả những cái đối tượng đó của tâm ý, một tư tưởng, một cảm thọ, một cái thấy, một cái nghe. Sở tà niệm, tiểu bất tượng, tức là làm thế nào để mà vượt qua cái tà niệm, càng nhiều càng tốt, tiểu bất tượng. Quán chiếu về những gì thấy, nghe và cảm nhận để đừng khởi lên tà niệm và bị kẹt vào những tri giác sai lầm. Tà niệm, tri giác sai lầm. Niệm tức là tà niệm, tức là những cái ý niệm và những cái tư tưởng sai lầm. Tà là nó nghiêng. Tuệ quán pháp, ý kiến ý. Ý kiến ý đây mình dịch là phải dùng trí tuệ để quán chiếu tâm ý mình và đối tượng tâm ý mình. Quán chiếu các pháp, mà các pháp á, nó gồm có tâm ý mình và cái đối tượng tâm ý của mình, cái năng và cái sợ. Phải quán chiếu về những gì thấy, nghe và cảm nhận để đừng khởi lên tà niệm và bị kẹt vào trí giác sai lầm. Dùng trí tuệ để quán chiếu tâm ý và đối tượng tâm ý. Ý kiến ý.
là tâm ý và đối tượng tâm ý. Để buông bỏ được tất cả, xả thế không? Nhờ đó mà đạt được cái chuyện buông bỏ được tất cả những cái sai lầm ở trong cuộc đời. Không bị vướng vào một pháp nào nữa ở trong thế gian. Câu thứ 8 là từ vô hữu hà pháp hành. Bốn hành pháp cầu. Cầu nghĩa đế. Đáng thú giới cầu vi đế, đồ vô cực, chúng bất hoàng. Trong cái bản có thể thân hội, thì chữ pháp hành này nó là chữ sở đắc. Và chữ đế này á, chữ đế này ở trong bản có thể tăng hồi nó là chữ tuệ. Và chữ chúng này là trong bản có thể tăng hồi là chữ chung. Chung với chúng đọc gần gần giống như nhau. Nếu các pháp đều không thực sự hiện hữu, thì còn pháp nào nữa để cho ta hành trì? Từ vô hữu, nếu các pháp từ chúng nó là vốn không có, tức là các pháp là không, empty, the emptiness of all dharma. Nếu mình nói rằng tất cả các pháp đều là hư giả, đều là dối gạt, đều là trống rỗng, thì còn có pháp nào để cho mình hành trì nữa? Bởi vậy cho nên mình chấp vào một cái pháp hành trì mình cho là chân lý tuyệt đối, thì cái đó cũng là kẹt. Và khi mình đọc cái đoạn này á, thì mình tự động mình nhớ cái câu ở trong Tứ Thập Nhị Chương á, là ngã pháp hành vô hành hành. Cái pháp của tôi á, là hành cái không hành. Hành nhưng mà không thấy mình hành. Giống như mình ăn chay á, mình không thấy mình ăn dai gì hết. Mình không có tự hào tự phụ gì hết, ăn chay rất là tự nhiên vậy đó. Chứ không có nói rằng tôi đang ăn chay, còn anh là ăn mặn. Khi mình đi thiền hành, mình thấy mình đi thiền hành vậy, thì tôi đang đi thiền hành đấy, anh biết không? Tức là hành mà không có tướng, không bị kẹt vào cái hành của mình. Gọi là hành vô hành hành. My practice is the practice of non-practice. Thì có hành chứ không phải không có hành. Nhưng mà mình không có kẹt vào cái hành của mình. Nó kẹt vào cái hình thức thì gọi là vô hành.
ngã pháp hành vô hành hình, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Đó là câu ở trong Tứ Thập Nhị Chương. Thành ra nó cũng có nghĩa. Nhưng mà trong bản của Thầy Tăng Hồi á, thì là hà sở đắc. Mà mình tin rằng cái bản Thầy Tăng Hồi đúng hơn, là tại vì những cái chỗ khác á, những cái chỗ khác á, nó có nghĩa hơn, nó gần với ngôn văn hơn. Thì nếu mình để vào chữ sở đắc đây á, thì nó cắt nghĩa như thế này: nếu các pháp từ nó không có pháp nào thực sự có, thì có pháp nào mình có thể nắm bắt được đâu, là vô sở đắc. Và nó có nghĩa lắm. Cho nên cái câu này mình có thể dịch là: thì còn pháp nào nữa để cho ta hành trì cũng được, mà nói là còn pháp nào để ta có thể nắm bắt được, mà không có nắm bắt được, là vô sở đắc. Thì chúng ta biết rằng trong cái kinh A Nậu La Đồ thì thầy A Nậu La Đồ bị mấy người ngoài đạo hỏi là Đức Thế Tôn sau khi chết rồi còn hay là không còn. Hay là vừa còn vừa không còn. Hay là vừa không còn vừa không không còn. Nó có bốn cái phạm trù đó, bốn cái category đó. Bốn cái phạm trù đó. Tức là còn, hay là không còn, hay là vừa còn vừa không còn, hay là vừa không còn vừa không không còn. Nó có bốn cái, nó gọi là bốn cái phạm trù. Thầy phải nói cho tôi biết rõ. Thầy của thầy á, tức là Đức Thích Ca đó, dạy như thế nào về vấn đề này. Sau khi thầy của thầy tịch rồi thì thầy của thầy: một là còn, hai là không còn, ba là vừa còn vừa không còn, bốn là vừa không còn vừa không không còn. Thì thầy phải nói cho rõ. Thì thầy A Nậu La Đồ nói không được. Thầy nói: thầy tôi không có bao giờ nói trong cái phạm vi của bốn cái vấn đề đó. Thì mấy ông thầy ngoài đạo đó mới chê là chắc thầy này mới tu thành thầy chưa sâu, thành ra mình tha cho ông đi cho rồi. Thì thầy A Nậu La Đồ mới nghĩ rằng mình phải hỏi Đức Thế Tôn lại cho chắc ăn. Kỳ sau mà nó đón đường mình, nó hỏi thì mình biết trả lời hay hơn. Thì thầy mới tới gặp Bụt và thầy kể lại câu chuyện. Rồi nói: kỳ sau con gặp họ thì họ hỏi câu đó thì con trả lời như thế nào. Rồi Bụt mới nói rằng: này thầy A Nậu La Đồ, thầy nhìn tôi đi, tôi đang ngồi trước mặt thầy này, cái hình hài này có phải là tôi không? Dạ không. Cái cảm thọ này có phải là tôi không? Không. Thầy có thể tìm được tôi ngoài cái hình hài này không? Dạ không. Có thể tìm tôi được cái cảm thọ này không? Không. Anh hỏi từ sắc thọ tướng hành thức thì không thấy rằng sắc cũng phải là Đức Thế Tôn, mà đi tìm Đức Thế Tôn ngoài sắc cũng không có được. Đi tìm Đức Thế Tôn ở trong thọ cũng không được, mà đi tìm ngoài thọ cũng không được. Đức Thế Tôn đâu phải là thọ tướng hành thức. Thì sau khi hỏi như vậy rồi thì Đức Thế Tôn mới nói: thầy A Nậu La Đồ, tôi đang ngồi sờ như vậy mà thầy còn nắm bắt không được, huống hồ là mai mốt tôi tịch rồi thầy làm sao thầy nghĩ là thầy nắm bắt tôi được, nắm bắt bằng bốn cái phạm trù đó. Vì vậy cho nên tất cả các pháp, dầu là Đức Thế Tôn hay là một đám mây, đều không thể nắm bắt được, hoặc là bất khả đắc.
Thế cái hồi mà thầy ở trong cái bệnh viện Massachusetts General Hospital, thì ông bác sĩ, mấy cái ông bác sĩ, hội đồng bác sĩ nói thầy bị hai con. Cái con thứ nhất á, là con Pseudomonas. Và họ tìm ra con thứ hai là con Mycobacteria. Thành ra bác sĩ, các bác sĩ tới họp với thầy ở trong phòng và nói rằng là cái trường hợp của thầy á, là trường hợp một á, là con Pseudomonas nó là thủ phạm làm cho thầy sưng phổi. Hai là con Mycobacteria. Và trường hợp thứ ba là cả hai con hợp lại để làm ra cái chuyện hư phối của thầy và phải chữa trị trên cái phạm trù đó. Thầy nói không có đúng, ít nhất là phải có bốn phạm trù. Tức là phải có cái phạm trù thứ tư là không phải con này, cũng phải con này, có một con khác mà ông chưa tìm ra được. Thì lý luận như vậy có đúng không? Thì bác sĩ nói có thể đúng. Rồi bốn phạm trù đó. Cái đó gọi là tứ cú. Tứ cú, ly tứ cú là vượt ra khỏi bốn phạm trù. Ly tức là bỏ được tứ cú, bỏ được bốn cái phòng trù nó, ly tứ cú. Vì vậy cho nên nếu các pháp trong tự thân của nó không có nào, có pháp nào thực sự có cả, thì làm thế nào để mình nắm bắt được một pháp? Như vậy là cái tư tưởng vô đắc nó đã có sẵn ở trong kinh Ngưng Thiện này rồi. Nó đâu cần phải tới kinh Đại Thừa mới có. Bốn pháp, bốn hành pháp cầu nghĩa đế. Phải biết tìm trong cái pháp hành đệ của mình cái đệ nhất nghĩa đế. Và đừng có kẹt vào trong cái phương pháp hành trì đó. Bốn này tức là của mình. Phải tìm, phải biết tìm trong pháp hành trì của mình cái đệ nhất nghĩa đế. Tức là cái sự thật, đích thực. Không phải là cái sự thật tương đối mà cái sự thật tuyệt đối. Cái sự thật tương đối là có trên, có dưới, có trong, có ngoài. Có chủ thể, có đối tượng. Ví dụ như là mình tin rằng có cái tâm của người quán chiếu, cái tâm của nhà khoa học, cái tâm chủ quan của nhà đạo sĩ, của nhà khoa học, và có một cái thế giới khách quan ở ngoài. Và cái tâm của mình ở trong, nó đi ra ngoài để nắm bắt cái thế giới bên ngoài. Thì nhà đạo học cũng có thể kẹt vào cái thế lưỡng nguyên đó, cái nhìn nhìn nguyên đó. Mà nhà khoa học cũng có thể kẹt vào cái thế lưỡng nguyên đó. Và cái này là cái mà buộc dạy mình phải vượt thoát. Nhà đạo học cũng phải vượt thoát cái lưỡng nguyên đó. Mà nhà khoa học cũng phải thoát ra khỏi ngoài cái lưỡng nguyên đó. Cái nhìn lưỡng nguyên là có một cái chủ quan, chủ thể và một cái đối tượng. Cái chủ thể nó nằm ngoài cái đối tượng. Và cái đối tượng nó nằm ngoài chủ thể. Thì cái thấy đó là thấy lưỡng nguyên, dualistic view.
và bị kẹt vào cái view đó rồi, cái thấy đó rồi, thì mình thấy rằng là có một cái cặp thấy khác nữa, là có cái ở trong, cái ý thức là cái trong và cái thế giới là cái ngoài. Consciousness in here and the world out there. Thì cái đó là cái nhìn lưỡng nguyên mà khoa học bây giờ đang vùng vẫy hết sức để thoát ra khỏi cái đó. Thì trong cái chuyện Winnie the Pooh á, có cái episode là bữa sáng đó con Pooh nó tuyết nó xuống nó đi chơi đó. Nó đi một mình, muốn đi một vòng thì nó nhận thấy có cái gì rất là mới lạ, làm cho nó hoảng. Nó thấy có một con vật, có dấu chân của một cái con nào đi trên tuyết, thì nó mới sợ, nó sợ hãi, nó nói trời đất ơi, có một con nào, và con đó có thể nguy hiểm lắm. Và nó nói với con Piglet là nguy hiểm lắm. Rồi nó đi một vòng, nó thấy hai con, một vòng nữa nó thấy hai con. Nói, không phải là một con nguy hiểm mà hai đứa nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nó cái sợ nó tăng lên. Thì sau đó thì anh chàng Christopher Robin mới nói, oh, you silly bear, đó là dấu chân của mày đó, chứ không có con nào khác. Thì cái nhà khoa học cũng vậy, nhà khoa học cứ tưởng rằng là cái thế giới bên ngoài đó là không phải mình, không phải cái tâm của mình. Nhưng mà kỳ thực cái thế giới bên ngoài đó cũng là tâm của mình. Cũng như là Sir Eddington, một nhà thiên văn học bên Anh, nói rằng là trong một bến bờ xa lạ, mình khám phá ra dấu chân của một người lạ. Mình ngạc nhiên quá, ai tới đây trước mình? Và mình tìm cách tới gần cái dấu chân đó và mình quan sát, thì mình khám phá ra một điều rất là ngạc nhiên, đó là dấu chân của chính mình. Là vì vậy cho nên cái mình gọi là ngoài kia là đối 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 tượng, nó cũng là chủ thể, nó cũng là trong này. Thành ra cái thấy gọi là lưỡng nguyên á, dualistic view á, nó là một cái ngăn cách, một cái trở ngại để mình thấy được. Cho nên trong cái sự hành trì của mình á, bốn pháp, bốn hành pháp, trong cái pháp hành trì của mình đừng có kẹt vào cái đó. Mình làm thế nào sử dụng cái pháp hành trì đó mà đi tìm được cái sự thật đích thực là paramattha, tức là chân đế. Mà cái nghĩa đế đó là đệ nhất nghĩa đế, tức là sự thật đích thực, sự thật tuyệt đối. Mà sự thật đích thực nó vượt thoát chủ thể và đối tượng, trong và ngoài, đệ nhất nghĩa đế. Cho nên kinh này gọi là kinh Paramattha, là đệ nhất nghĩa đế. Vậy thì nếu các pháp không có pháp nào thật sự có, thì làm sao mình có thể nắm bắt được bất cứ pháp nào? Vì vậy cho nên trong khi mình sử dụng cái pháp môn để hành trì, mình phải khéo léo, mình đừng bị kẹt vào đó, và mình sử dụng nó cho thông minh để mình tìm ra được cái sự thật đích thực, sự thật tuyệt đối, sự thật vượt thoát khỏi cái nhìn nhị nguyên, thì lúc đó mới thật sự là giải thoát. Còn nếu mà triết học và khoa học vẫn loanh quanh trong cái nhìn nhị nguyên thì vẫn chưa đi tới đâu, đang thu giới cầu vi đế, cầu vi tuệ. Cái chữ cầu này nó có thể là chữ chữ vị viết viết trật, tại vì hai chữ nó hơi giống nhau. Những cái giới cấm, những cái
tabu, những cái nghi lễ mà mình đang làm đó, mà mình nghĩ rằng nhờ những cái đó mà mình giải thoát, mình lên với Phạm Thiên được đó, mình kẹp vào đó. Thành ra mình phải hiểu câu này trong cái bối cảnh tôn giáo của cái thời Đức Thế Tôn, là các ông thầy Bà La Môn đó, họ có những cái giới cấm và có những cái nghi lễ. Họ tin rằng nếu mà làm theo những giới cấm và những nghi lễ đó thì họ có thể tịnh hóa được, họ có thể sanh lên cõi Phạm Thiên để cộng trú với Đức Phạm Thiên. Và họ bị kẹt vào những cái giới cấm, những nghi lễ đó. Vậy thì bị kẹt vào những cái giới cấm và những nghi lễ đó thì cái đó chưa phải là đế, chưa phải là sự thật. Vì đế, vì là chưa phải. Chữ vì nó đúng hơn, nó có nghĩa hơn chữ cầu. Và có lẽ nhìn Ba Chớp Ba Nhoáng thấy chữ vì tưởng là chữ cầu, viết chữ cầu ở đây thành nó trật. Không bị kẹt vào nghi lễ và giới cấm, không cho đó là chân lý. Vì không cho đó là chân lý. Nhờ đó mà vượt được bờ bên kia. Chữ vô cực á, nghĩa là đáo bị ngạn. Ngày xưa chưa dùng cái chữ đáo bị ngạn. Đây là những buổi đầu của công trình phiên dịch, cho nên chữ nghĩa còn thiếu. Và vì vậy cho nên thầy Tăng Hội cũng như là cư sĩ Trí Khiêm đã dùng chữ vô cực, thiền độ vô cực, nhẫn nhục vô cực. Và chữ chúng này á, đọc là chung, nhưng đọc là chung nhưng mà tưởng là chung. Đi sang được tới bờ bên kia và hoàn toàn không còn trở lại nữa, bất hoàn là không có trở lại nữa. Nhờ đó mà vượt qua được bờ bên kia, không bao giờ còn trở lại chốn tự sinh nữa. Kinh này có thể soi sáng được cho cả triết học, cả khoa học. Theo kinh này thì cái sự giải thoát nó không thể do cái thấy nhị nguyên đem lại được. Mình có một cái chủ trương, mình có một cái học thuyết, mình có một cái triết học. Và nếu mà không có vượt thoát được cái nhìn nhị nguyên á, thì chú thuyết có hai cách mấy cũng không có giải phóng mình được. Và khi mà mình kẹt vào những cái sự hành trì của mình về nghi lễ, về cấm giới, mình tưởng rằng nhờ cái nghi lễ đó, về cấm giới đó mà đạt tới cái sự giải thoát thì mình sai lầm. Mà trong Đạo Phật cũng vậy, có rất nhiều người trong chúng ta bị kẹt vào những cái nghi lễ và những cái giới cấm. Ở bên đạo Công giáo cũng vậy, cũng nhiều người kẹt lắm. Mình làm một vài cái cử chỉ, mình nói một vài câu sơ sơ rồi mình tưởng cái đó là đủ rồi. Ví dụ như mình đọc năm quán, những cái công đa thiếu lần bị lai xứ gì thông cái đức hành toàn cứ cũng đọc xong rồi, thì đến khi ăn mình cứ nghĩ chuyện này chuyện khác, mình không có quán chiếu gì hết. Hay là mình khi mình lại giống như cái chày giá gạo, chày giá gạo gì? Trong đó không có quán chiếu gì hết, thì cái đó gọi là kẹt vào nghi lễ và giới cấm. Dân hương cũng vậy. Cái tâm mình nghĩ điều chuyện gì đâu. Cái miệng thì mình nói là xin có cho khói trầm thơm
biến thành mây năm sắc. Trong khi đó cái bụng mình nghĩ tới chuyện khác. Mình nghĩ rằng, chà, cái giọng của mình bữa nay sao mà dở quá. Chắc mọi người đang chê mình. Thành ra trồng thơ cũng không có, mà mây năm sắc cũng không có luôn. Còn trong nhà thờ, ông cha, ông ấy làm bí tích thánh thể. Ông nâng cái bánh lên, ông bẻ cái bánh, ông đọc một câu ở trong thánh kinh nói, bánh này là hình hài của Chúa. Bẻ bánh xong rồi há miệng, ông đút vô một miệng. Thì cả ông cha, cả người tín đồ có thể làm cái điều đó một cách là không có niệm, có định, có tuệ. Đó là kẹt vào cái nghi lễ và cái cấm giới. Tại vì nếu ông cha, mục sư mà có niềm, có định á, thì trong khi mà cầm cái miếng bánh á, thấy rất rõ đây là thân thể của vũ trụ của Chúa Giê-xu. Và cái lời nói của ông cha nó tạo ra cái năng lượng của chánh niệm, chánh định. Và nếu trong nhà thờ tất cả mọi người đều có niệm và có định, thì tự nhiên cái miếng bánh đó nó trở thành ra cái hình hài của Chúa thiệt. Và khi mình bỏ vào trong miệng thì mình tiếp xúc với sự sống. Còn nếu ông cha chỉ làm những cái cử chỉ và những cái nghi lễ bề ngoài thì thôi. Và ở dưới họ cũng nhìn như vậy thôi, không có ai có niệm có định hết. Thì cái đó là kẹt vào giới cấm và nghi lễ. Thường thường là như vậy. Có những câu thần chú, có những cái bài kinh, có những cái ấn quyết. Mình nghĩ rằng nếu mình làm được một cái thì có thể đưa tới một cái sự thay đổi, sự tịnh hóa nào đó. Nhưng mà nếu mà mình không có niềm định và tuệ thì mình bị kẹt vào giới cấm, vào nghi lễ. Thì cái đó rất là kiêng ở trong đạo Phật, không bị kẹt vào nghi lễ. Kẹt vào nghi lễ và kẹt vào giới cấm cũng chưa đạt được cái sự thật, cái trí tuệ và chân lý đâu. Phải có niệm và có định. Và phải quán chiếu mới có thể đi vượt qua bờ bên kia được. Và không có bao giờ trở lại cái luân hồi sinh tử này nữa. Chủ nhật này mình sẽ được học một cái kinh rất là hay. Kinh này gọi là kinh Duy Lâu Lạc Vương. Kinh này nói về bạo động và sợ hãi. Fear, violence, terrorism. Chủ nhật này đại chúng sẽ có một ngày gói bánh, nhưng mà trước khi gói bánh thì mình sẽ được học một ít năm vài bài bài kệ qua kinh này trước khi mình gói bánh. Gói bánh là xóm nào? Xóm mới. Duy Lâu Lạc Vương. Lạc Vương chứ không phải là Lạc Vương. Có dấu A. À.